Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hiện tại mình mới vừa ra khỏi lối thoát số 2 của ga Gion Úc Cung. Thì trước khi mình ghé qua Hoàng Cung á, thì mình sẽ di chuyển tới cái quán ăn gà hầm sâm rất là nổi tiếng ở đây. Thì bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi tới cái quán gà hầm sâm đó nha. Cùng theo mình nha. Do cái khu này gần Hoàng Cung á, nên là có rất là nhiều khách du lịch sử dụng dịch vụ thuê hanbok để mà đi vào Hoàng Cung. Thì khi mà bạn mặc hanbok vào Hoàng Cung thì sẽ được miễn phí vé ha. Còn nếu mà bạn không có mặc hanbok thì giá vé sẽ là 10.000 won một người, 10.000 hay 5.000 gì đó mình quên mất rồi đó, hồi quên bển xem. Từ cái lối thoát số 2 á, exit 2 tới cái chỗ tiệm ăn gà hầm sâm không mất khoảng gần 10 phút đi bộ. Cũng không có xa lắm đâu mọi người. Thì quán này mở cửa lúc 10 giờ sáng. Ở trong quán này khi mà bạn ăn gà thì bạn sẽ được thêm một ly rượu sâm để uống kèm. Nó hồi mình sẽ cho các bạn xem món gà hầm sâm như thế nào ha. Chờ mình xíu. Bây giờ đã tới quán gà hầm sâm rồi. Đây quán đây các bạn. Quán tên là Tô Sóc Chon Sam Giang Tên. Sam Giang Tên. Sam Tô Sóc Chon Sam Giang Tan. Đọc hơi khó. Vào bên trong nha. Nó là chuyên nghiệp. Mập quá trời mập con gà. Ở đây có nó có bán kim chi mang về á, trong bình đó. Đẹp lắm. Nặng lắm. Thì nặng nhưng mà đẹp. Cái này là đẹp. Rồi vô. Ngon. Đó, phai. Ok. Đây, xung quanh quán. Quán này được thiết kế giống như những cái ngôi nhà cổ của người Hàn Quốc. Sẽ ngồi theo phong cách ngồi bệt. Một con gà hầm sâm có giá 18.000 won, còn gà nướng thì là 17.000 won. Gà nướng là 17.000 won. Thì khi mà các bạn vào ăn thì họ sẽ xuất cấp sẵn cho các bạn là kim chi, hai loại kim chi. Thì các bạn sẽ cho các bạn cái dĩa, thì các bạn sẽ múc kim chi vào hai cái dĩa này. Thì nào ăn hết rồi múc thêm nha. Đây là món gà hầm sâm. Nghi ngút khói luôn. Thì mỗi phần mỗi người vô ăn sẽ được một ly rượu sâm nha các bạn. Đây là rượu sâm. Trà đá là cái này. Uống lộn là thấy bà nội luôn, khó uống lắm. Cái rượu sâm á hơi khó uống các bạn nếu mà không quen. Thì trong con gà hầm sâm này có độn cơm ở trong chổng á. Độn cơm giống như cháo, độn cháo vô trong đó để mà cho nó cái gù này hơi khó uống nha các bạn. Nên là uống từ từ thôi, không hợp bị sẵn. Cảm ơn.
Đây là con gà nướng nè. Gà hầm xăm nha các bạn, đây là gà nướng. Đây, có thêm có kèm thêm cải nướng nữa. Kim chi đây rất là ngon, các bạn có thể ở ngoài có bán kim chi để mang về làm quà nữa, giá là 10.000 won một thỉ. Nếu mà bạn nào muốn mua về Việt Nam thì có thể mua ở đây. Cơm có như cháo như cái cháo độn cháo trong á, mùi vị dễ ăn nè. Thêm đến với Việt Nam nó kéo gạo rồi ngày nắng mà chơi lúc nhìn những cái màu rất là đã. Gà rất là mềm nha các bạn, hầm rất là mềm. Đây là gà quay, gà nướng cho bạn. Gà nướng thịt, thịt cực kỳ mà chấm với lại sốt xíu muối, chấm xíu muối, sốt xíu muối lắm. Gà nướng sao lạ. Khi ăn xong thì ở trên mỗi bàn có một cái tấm thẻ, thẻ số bàn nè. Các bạn sử dụng cái thẻ số bàn này ra ngoài quầy để tính tiền nha. Đây mình sẽ cầm số bàn ra ngoài quầy phía trước đó để tính tiền. Đây, quầy này cho các bạn. Thiệt hại là 75.000. Mình sẽ mua một hũ kim chi về làm quà cho người thân. Yes, thưa chị. Xung quanh khu xung quanh cái cửa hàng bán gà hầm xăm. Ở đây có bán rượu xăm nữa các bạn. Rượu xăm 10.000 won một chai. Thì các bạn cũng biết là ở Hàn Quốc nổi tiếng là về kim chi với lại xăm nè. Những ai mà đi quanh đây hay mua xăm về làm. Giờ mình phải đứng đợi một chút xíu mới đem kim chi ra.
chờ xíu. Dạ. Thầm thầm gì đó. Đây, 10.000 won. Cục này hả? Ừ. Cục này 10.000 won hả? Ừ. Cục này lấy gì? Kim chi. Đây là hộp kim chi rất là đẹp. Cái này mua về làm quà cho người thân rất là ok nha các bạn. Có ghi luôn cửa hàng Tô Sóc Chon kim chi. Ok, mình đã tới hoàng cung rồi. Mọi người có thấy là rất là nhiều người mặc hanbok để đi đến hoàng cung để chụp hình đây. Rất là nhiều trai xinh gái đẹp mặc hanbok. Thì những tour đều đi ngang qua cảnh Phúc Cung Gyeongbokgung. Thì Gyeongbokgung còn có tên gọi là cảnh Phúc Cung nha các bạn. Thì cảnh Phúc Cung nằm ở phía bắc của Seoul. Thì cái cảnh Phúc Cung này được xây dựng năm 1395, sau đó được tái thiết lại vào năm 1867. Thì bây giờ thì nó được dùng để cho các du khách tham quan tới xem và cũng như là khám phá nền văn hóa của Hàn Quốc. Đây, ở phía sau mình đang là cái cổng chính để đi vào cảnh Phúc Cung. Ở ngoài đó có một cái quảng trường rất là bự các bạn. Còn phía bên trong này là đường, cái lối đi vô trong cung chính. Thì nếu mà các bạn muốn vào cung chính á, thì có hai cách. Một là các bạn mua vé. Cách thứ hai là các bạn mặc hanbok để vào trong hoàn toàn miễn phí luôn. Thì ở đây người ta động khuyến khích là mọi người nên mặc hanbok để vào tham quan và có những để lại những cái tấm hình thật là đẹp cho cái chuyến tham quan này. Thì ngoài cái khu vực chính là cần chính điện ở đó, thì bên trong còn có vườn thượng viện nè, rồi cung hoàng hậu và các cung khác nữa. Thì ở trong đó có những cái kiến trúc nhà cổ rất là đẹp. Thì các bạn khi mà tới đây tham quan thì có thể là mặc hanbok và đi vào trong đó để chụp những cái tấm hình đẹp nhất nha. Thì buổi đợt trước mình đã đi ở bên trong rồi nên lần này mình sẽ không có dành thời gian để vào bên trong nữa. Khi nào mà các bạn có thời gian, các bạn phải dành từ 3 đến 4 tiếng ở đây. Từ 3 đến 4 tiếng ở đây để tham quan hết tất cả cung điện này. Thì ở đây là một nơi mà thật sự các bạn phải nên đến để mà tham quan cho biết về lịch sử của Hàn Quốc nha. Hiện mình đang đứng tại cái cung đường để đi lên làng cổ Bukchon Hanok. Thì ở đây các bạn có thể thể thuê các bộ hanbok để mà di chuyển lên làng cổ chụp hình. Ở đây mình sẽ check bạn một số cửa hàng nha. Ví dụ như cửa hàng hanbok Nam. Hanbok Nam đây nha. Hanbok Nam.
Đây cũng là một cái cửa hàng của Hàn Quốc Nam. Cái chỗ này khá là nhiều cửa hàng ở khu này. Ngoài ra ở đây còn bán những cái dụng như là bông tai nè, những cái accessory, phụ kiện đi kèm. Ngoài ra còn có quần áo nữa. Bạn của mình mới vừa mua một cái quần ở cửa hàng gần đây, mua một tặng một luôn, chỉ có 10.000 won thôi. Cung điện Chen Đốc, khu vực làng cổ này có rất nhiều ngôi nhà cổ và nằm xen kẽ giữa các con hẻm. Thì ở trong khu vực này thì là có những cái ngôi nhà Hàn Quốc được bảo tồn rất là nguyên vẹn trong đô thị 600 năm tuổi này. Nhà Hàn Quốc thì còn gọi là hàng ốc, là sự kết hợp giữa các kiểu của ngôi nhà giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Nó có nghe có hơi hướng của Nhật Bản và người Trung Quốc là nhiều. Các bạn có nhìn thấy xung quanh đây là những ngôi nhà cổ. Khi mà các bạn tới khu vực này thì các bạn phải giữ im lặng một chút xíu, tại vì ở đây xung quanh đây những ngôi nhà, trong những ngôi nhà này đều có những người dân ở trong đây, chứ họ không ở, chứ khu vực này không phải là không có người ở các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng khu này cổ trong hai nước này. Thì các bạn thấy có rất là nhiều du khách thuê Hàn Quốc gần đây và giờ tới đây để chụp hình. Khu làng cổ với những cái ngôi nhà ở phía ngoài được xây bằng gạch rất là kiên cố. Ở bên trong thì có trồng những cái cây lại cây kiển được cắt tỉa rất là gọn gàng. Theo mình được biết thì cái khu ở cái khu này giá nhà rất là cao các bạn. Cửa ngoài của những ngôi nhà ở đây đều được làm bằng gỗ hết. Thì đâu đó họ vẫn có sử dụng công nghệ trong cái việc mà bảo quản nhà cửa của mình, nhưng vẫn còn giữ nguyên vẹn cái sự cổ kính của những ngôi nhà ở khu đây. Cái khu này rất là nhiều, nói chung là nếu mà để dành mà đi hết cái khu này chắc cũng phải 2 tiếng đồng hồ. Ở địa hình ở đây là toàn là đường dốc thôi các bạn. Các bạn sẽ phải lên xuống rất là nhiều, di chuyển rất là nhiều luôn. Đây có các bạn tình nguyện viên, các bạn thấy những cái người mặc áo vàng là tình nguyện viên để giữ an ninh và vệ sinh của khu vực này. Đây một số nhà còn dán cái chữ silent. Đây. Hàn Quốc dành cho nam. Không chỉ người lớn mà con nít cũng thích mặc Hàn Quốc. Cái nhà này là cổ nhất nè, mình thấy. Nhìn cái gạch, cái gỗ ở ngoài cái cửa rất là cổ. Ngay cả cái cửa cũng thiết kế theo kiểu ngày xưa. Các bạn có nhìn thấy giống trong mấy cái phim cổ trang của Hàn Quốc. Y chang. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua điểm tiếp theo, đó là khu chợ hải sản Nojinjin nha các bạn. Nojinjin. Thì ở khu này có rất là nhiều loại hải sản, ở trong đó
người ta tới đây dùng cái hải sản phổ biến nhất là món cua, cua hoàng đế. Thì lát hồi qua bên bển mình sẽ cho các bạn xem cái chợ, khu chợ bên bển nha. Hẹn gặp lại các bạn ở bên khu chợ.